Ba, con vẫn là ba nè. Con bình tĩnh đi. Châu, con chưa có bằng lái đó. Ba, ngồi thẳng người lên và nhớ nha, không hút thuốc, không tinh bột, không được cúp học á. Ba làm ơn chỉ tập trung vô học hành là được rồi. Con chỉ cần lo cái chuyện ở công ty thôi, chuyện ở trường ba lo được. Mày làm gì vậy chú em? Ở đây có người là thiên tài. Mà là phụ nữ cái gì? Anh không có hiểu gì về con gái hết á. Ra tôi chính là con gái nè. Con là Châu nè. Tháng trước con qua đây mượn bằng vệ sinh con đó. Con đưa con một miếng, con nó không đủ, con lấy nguyên bịch luôn. Đến giờ con chưa trả con bằng nào hết. Con thiệt, cái gia đình gì mà kỳ cục